Từ ngày 7 tháng 4 đến nay, đã có hơn 1.250 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái đăng ký tình nguyện tham gia hiến máu cứu người, thu được hơn 1.000 đơn vị máu. Lượng máu thu được sẽ bổ sung vào nguồn máu dự trữ của Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện 198 Bộ Công an, góp phần cấp cứu điều trị cho cán bộ chiến sĩ và người bệnh đang cần truyền máu. Với những nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, góp phần xây dựng hình ảnh về người chiến sĩ công an nhân dân.